qua chưa được. Khi nào nhà các thầy cô tìm được đường đi qua rồi thì thầy cô dẫn nó em qua. Rất là nhiều em chứ không phải riêng chỉ một mình Tấu, kể cả bạn Hải, bạn Đoàn, vân vân, rất là nhiều bạn mà thầy cô đã chở xuống đây rồi, thì chở đến gia đình, chở đến gia đình rồi, gia đình ở đâu. Nếu các em còn gia đình á thì các em về với gia đình, được chưa? Còn nếu các em, một số em sẽ không còn gia đình nào cả, như Hải bây giờ là không còn gia đình bây giờ cả nhà là đi hết rồi, không tìm thấy. Cho nên mọi vấn đề thì em phải bình tĩnh để cho các em đừng để cho các em nó kích động, như vậy thôi. Còn em có thể em cùng ai đó đi qua trước, rồi chặt nữa một tí nữa, rồi các thầy cô tìm được đường rồi mà thầy cô dẫn hết các em qua một lần. Thầy biết là rất là buồn, đau lòng lắm, nhưng mà phải từ từ để em có thể đi với ai đó để qua, rồi chặt nữa thầy cô dẫn qua, được không? Rồi để em đó đi, vì rất là nhiều em chứ không phải một mình bằng tủ đâu nha. Yeah.